bắt người phụ nữ chuyên cung cấp ma túy cho quán bar, karaoke ở Bình Dương. Công an bắt giữ người phụ nữ chuyên cung cấp các loại ma túy cho nhiều quán bar, karaoke ở Bình Dương. Ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Thuận An và Công an thành phố Dị An bắt giữ Đỗ Thị Huyền, 37 tuổi, quê Bình Thuận và Đinh Đức Liêm, 35 tuổi, ngụ Bình Dương để điều tra về các phi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện Đỗ Thị Huyền chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn để cung cấp cho các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Đến chiều ngày 10 tháng 7, công an bắt quả tang Huyền đang bán ma túy cho Đinh Đức Liêm tại căn nhà Huyền thuê ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1 kg ma túy đá, 65 viên nén, thuốc lắc cùng nhiều tăng vật liên quan. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ma túy nêu trên được mua về để cung cấp cho các quán bar, karaoke, vũ trường. Theo hồ sơ, Huyền và Liêm đều từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.